Hello, xin chào bạn nha. Đây các bạn thấy bộ dáng con kiến giống các bạn. Mình sẽ cắt nó. Đang tiếp tục bắt bằng cái thùng. Để cái đối diện nha các bạn. Mình sẽ chụp xuống đây. Và mình thoa tay mình bắt nó. Bắt được các bạn ạ. Bye bye.